Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh nghỉ hưu giữa cáo buộc mắc sai phạm nghiêm trọng. Việt Nam tụt hạng về chỉ số cảm nhận tham nhũng 2023. Sản lượng đất hiếm của Việt Nam giảm. Israel kêu gọi đóng cửa cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc. Cư dân Gaza lo lắng. Israel đặt đường ống làm ngập hệ thống đường hầm của Hamas ở Gaza. Thành phố Khan Yunis điêu tàn sau cuộc tấn công của Israel. EU nhất trí gói viện trợ 54 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Biden cầu nguyện cho hòa bình. Ông Trần Tuấn Anh, một thành viên thuộc Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã xin nghỉ hưu sau khi bị xác định mắc những sai phạm bị nói là nghiêm trọng trong thời gian ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Yêu cầu xin nghỉ hưu của ông Tuấn Anh, 60 tuổi, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 duyệt hôm 31 tháng 1 trong cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Cho đến ngày ông nêu nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu, ông giữ chức trưởng ban kinh tế Trung ương và là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, ông nắm cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021. Ông từng được Đảng Cộng sản đánh giá là đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng xác định ông và một số quan chức cao cấp khác đã mắc các sai phạm nghiêm trọng tại Bộ Công Thương và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật những người này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ rằng Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ từ 2016 đến 2026 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và nhiều tổ chức cá nhân có những vi phạm nghiêm trọng trong việc ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong việc thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong ban hành cơ chế kinh doanh điều hành nguồn cung ứng xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Chưa có quyết định nào về hình thức kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh cho tới khi ông xin nghỉ hưu. Tổ chức Minh bạch Quốc tế hôm 30 tháng 1 công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2023 cho thấy Việt Nam bị giảm điểm và tụt hạng. Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu. Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam năm 2022 là 42 trên 100 điểm và đứng thứ 77 trên 180 nước được xếp hạng, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng. Nhưng nhìn chung, Tổ chức Minh bạch Quốc tế nhận thấy rằng từ năm 2015 đến nay, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam tăng lên 10 điểm, vượt cả Trung Quốc, 42 trên 100, chỉ tăng 6 điểm từ năm 2014. Chỉ số cảm nhận tham nhũng là bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Theo các chuyên gia và doanh nhân, chỉ số này đo lường mức độ tham nhũng trong khu vực công của mỗi quốc gia. Tuy về mặt thống kê, việc giảm điểm này của Việt Nam được xem là không đáng kể, nhưng xét trên thang điểm từ 0 tới 100, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn bị xem là rất nghiêm trọng, theo Minh bạch Quốc tế. Ngoài ra, Minh bạch Quốc tế nhận xét rằng quyền tự do ngôn luận bị cản trở ở Việt Nam có thể làm hỏng chiến dịch bài trừ tham nhũng của nước này. Cơ quan địa chất của Mỹ đã điều chỉnh mức giảm mạnh ước tính về sản lượng đất hiếm của Việt Nam và dự báo sẽ giảm thêm nữa, theo Reuters. Ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được công bố vào cuối tháng 1, chỉ vài tháng sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ các giám đốc điều hành công ty đang hợp tác với các công ty phương Tây để phát triển các dự án khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc điều chỉnh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ về sản lượng của Việt Nam và các vụ bắt giữ. Đất hiếm được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, bao gồm xe điện, ắc quy của ô tô và năng lượng tái tạo, đồng thời có một số ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và quân sự. Thống kê của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn cho thấy sản lượng của Việt Nam giảm xuống chỉ còn 600 tấn vào năm ngoái, dù nước này có kế hoạch tăng sản lượng lên khoảng 20.000 đến 60.000 tấn mỗi năm vào cuối thập niên này. Trong khi sản lượng ước tính của Việt Nam giảm, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đã tăng lên 350.000 tấn vào năm ngoái, từ mức 300.000 tấn vào năm 2022, theo Reuters. Mức tăng này trên toàn cầu, theo báo cáo của Cục Khảo sát Địa chất,
được hãng tin Anh trích dẫn, phần lớn là do sản lượng của Trung Quốc tăng từ 210.000 tấn lên 240.000 tấn khi Bắc Kinh tăng hạn ngạch vào năm ngoái. Trước khi đưa ra báo cáo mới nhất, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã ước tính rằng Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 44 triệu tấn. Mỹ đã đồng ý tăng cường hợp tác về đất hiếm với Việt Nam, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, giữa bối cảnh Washington và các nước đồng minh muốn đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu để giảm bớt rủi ro từ thị trường Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Sài Gòn là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống. Đã từ lâu, văn hóa của người Hoa như một phần đặc trưng của mảnh đất này. Như một hình ảnh quen thuộc, hàng năm cứ sau rằm tháng Chạp là sạp bánh truyền thống của người Hoa trở nên nhộn nhịp hơn, báo hiệu Tết đang về. Đông lắm. Bắt đầu từ đây tới Tết là lúc nào cũng đông á. 24 trên 24 luôn. Lúc đó mình phải chia ca làm. Ta đặt bất tử thì mình làm bất tử, có khi làm 10 giờ đêm cũng làm nữa. Bánh người Hoa rất đa dạng và phong phú, được nhiều lựa chọn phải kể đến như bánh phát tài, bánh tổ, bánh bao, bánh bông lan. Với những khách mua số lượng lớn, thường là phải đặt hàng trước. Khách hàng đến mua chủ yếu cúng trả lễ tạ ơn cho một năm làm ăn hanh thông. Đa số giống như chẳng hạn như người ta là trả lễ cuối năm này nọ, giống như là một năm người ta làm ăn được á, xong người ta trả lễ cuối năm á, đặt bánh, người ta sẽ cúng đầy nhà hết, bắt đầu gần Tết đó. Giống như cúng ông Táo cũng được nè, cúng bàn thiên nè, ông bà tổ tiên đều được, truyền thống luôn nè. Với bà Quế thì việc mua bánh cúng cuối năm cũng như những ngày trong Tết đã là thói quen của gia đình. Tết cuối năm thì mua bánh bò, đem giao thừa, tối thì cúng chay gầm á, 12 giờ đêm á, cúng chay cúng cái đó, cúng về bánh đá liễu rồi cúng cuối năm rồi nè, mùng 2, 16 rồi. Không chỉ cho những ngày Tết, mỗi năm ông Quy cũng mua bánh để cúng đám giỗ người thân. Cũng ngon lắm á, bánh nó ngon lắm à. Năm nào cũng mua á, cúng mẹ, giỗ. Mỗi năm những ngày cận Tết là thời điểm đông người đến mua nhất. Nhiều gia đình mua bánh trước là cúng bàn thờ gia tiên, sau còn là như một thức quà đãi khách thay cho lời chúc đầu năm bình an. And I think it's time that the international community and the UN itself understand that UNRWA's mission has to end. Cư dân Gaza di tản ở Rafah hôm 1 tháng 2 bày tỏ mối quan ngại sâu sắc sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi đóng cửa cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, UNRWA. Vốn phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, người Palestine ở dải Gaza lo sợ sẽ phải chịu thêm đau khổ và điều kiện sống ngày càng xấu đi nếu UNRWA ngừng cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho họ. Israel cáo buộc một số nhân viên UNRWA có liên quan đến vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel gây ra cuộc chiến ở Gaza. Các nhà tài trợ, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA để chờ điều tra. Nhưng các cơ quan viện trợ cho hay việc chấm dứt hoạt động của UNRWA sẽ hủy hoại các nỗ lực nhân đạo ở Gaza. Người Palestine cáo buộc Israel xuyên tạc thông tin nhằm làm hoen ố UNRWA, tổ chức được thành lập để giúp đỡ những người Palestine tị nạn chiến tranh khi Israel thành lập năm 1948 và là tổ chức mà hơn một nửa dân số Gaza trông cậy vào để được hỗ trợ hàng ngày. Một đoạn video được công bố hôm 30 tháng Giêng cho thấy một đường ống đen nằm trong rãnh cát ở Gaza mà phóng viên đài phát thanh quân đội Israel gọi là Atlantis, tức hệ thống mà quân đội Israel dùng để làm ngập các đường hầm của Hamas. Chúng tôi không biết chính xác đường ống này dẫn đến đâu, nhưng nó ở đâu đó trên bờ biển Gaza. Hãy nhìn xem có bao nhiêu lối vào đường hầm
những chiến hào này, lực lượng Israel cần phải đào để dẫn đường ống. Và điểm cuối của nó thực sự nằm ở một trong những đường hầm lớn nhất được tìm thấy ở đây, gần quảng trường Palestine. Reuters có thể xác nhận vị trí của video dựa trên hình ảnh vệ tinh và hồ sơ ảnh của khu vực. Quân đội Israel hôm 30 tháng Giêng cho biết đã phá hủy một số đường hầm của Hamas ở Gaza bằng cách làm ngập chúng. Theo tường trình đặc biệt của Reuters hồi tháng 12 năm ngoái, bên dưới khung cảnh chiến tranh của thành phố Gaza là một mạng lưới đường hầm rộng lớn được xây dựng bởi nhóm hiếu chiến Hamas người Palestine, được quân đội Israel đặc biệt danh là tàu điện ngầm Gaza. Hamas, lực lượng kiểm soát dải Gaza từ năm 2007, cho biết hai năm trước khi cuộc xung đột nổ ra, rằng họ đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dài hơn 500 km, gần tương đương với một nửa chiều dài của hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Một số đường hầm được sử dụng để vận chuyển binh lính và vũ khí, trong khi ở một số đường hầm khác, quân đội Israel cho hay họ tìm thấy bằng chứng cho thấy các con tin Israel bị giam cầm bên dưới lòng đất. Các tòa nhà bị hư hại và những con đường bị đào xới. Quang cảnh trên khắp thành phố Khan Yunis hôm 1 tháng 2 khi một số cư dân Gaza quay trở lại đây, hậu quả tàn phá sau cuộc tấn công trên bộ của Israel vào thành phố này. Các quan chức y tế Palestine cho biết, các đội y tế đã tìm thấy 14 thi thể của người Palestine thiệt mạng gần trung tâm Khan Yunis sau khi một số xe tăng của Israel rút lui khỏi đó. Không rõ những người đó bị giết khi nào. Israel đã phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ vào tuần trước để chiếm Khan Yunis, thành phố chính ở miền Nam, nơi trú ẩn cho hàng trăm ngàn thường dân phải di tản. Giao tranh cũng gia tăng ở các khu vực phía Bắc mà Israel tuyên bố đã chinh phục được vài tuần trước. Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu sau khi các phần tử hiếu chiến Hamas từ Gaza đột kích vào miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc 240 người, theo số liệu của Israel. Kể từ đó, Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự tổng lực vào Gaza. Bộ Y tế Gaza hôm 1 tháng 2 cho biết ít nhất 27.019 người Palestine đã thiệt mạng và 66.139 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Sau nhiều tuần giằng co, các lãnh đạo EU hôm 1 tháng 2 đồng ý một gói viện trợ 54 tỷ đô la dành cho Ukraine. Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã phủ quyết gói viện trợ vào tháng 12 năm ngoái. Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, các nhà lãnh đạo EU đã gây áp lực buộc Hungary dỡ bỏ sự cản trở và nói với ông Orbán rằng ông phải chọn phe trong bối cảnh tồn tại những thách thức do cuộc chiến tranh của Nga đề ra. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào thực tế rằng hôm nay là một ngày tốt lành cho châu Âu. Chúng ta phải làm điều đó. Trong nhiều tuần qua, chúng ta đã khiến những người bạn Ukraine của mình lo lắng về việc liệu chúng ta có đạt được thỏa thuận hay không. Và thực tế là, việc đạt được mục tiêu sớm như vậy cũng là nhờ công sức, sự chăm chỉ của rất nhiều nhà lãnh đạo của chúng ta nhằm đưa vấn đề này đi đến một giải pháp, bao gồm tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh khoản viện trợ này. Đây là một tín hiệu rõ ràng rằng Ukraine sẽ đứng vững và châu Âu sẽ đứng vững. Điều thật sự quan trọng là quyết định này đã được tất cả mọi người nhất trí đưa ra. Trong khi đó, Điện Kremlin nói họ nhận thấy Kiev đang phải đối mặt với các vấn đề và cả phương Tây cũng đang gặp vấn đề. Rõ ràng là Washington sẽ nỗ lực chuyển gánh nặng tài chính, hỗ trợ chế độ Kiev lên vai người nộp thuế ở châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi người Mỹ đứng lên chống lại sự thù hận trong bữa ăn sáng cầu nguyện quốc gia hôm 1 tháng 2. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta còn tích cực làm việc vì hòa bình, an ninh, phẩm giá cho người dân Israel và người dân Palestine. Bữa ăn sáng cầu nguyện quốc gia là một sự kiện thường niên, phi giáo phái, được tổ chức trong 7 thập niên qua và có sự tham gia của các nghị sĩ quốc hội.
Hội cây kiển Việt Nam ở Hoa Kỳ vừa tổ chức triển lãm bonsai và non bồ tại Phước Lộc Thọ, khu thương xá biểu tượng của người Việt ở Lido, Sài Gòn, Nam California, để khách tham dự chợ hoa Tết ở đây có dịp thưởng thức các công trình tạo dáng và nuôi trồng độc đáo của các thành viên trong hội. Ở trong hội cây kiển, anh em chúng tôi có hai loại cây chính. Một loại cây là thuộc loại cây trồng, thì cái tuổi đời của nó khoảng chừng 70-80 năm. Đây là cái cây lựu, mà là trái loại lựu kiển, trái nhỏ. Đó. Thì cái cây này nó rất là lâu lớn. Thì cây này có thể từ 50 cho đến là 60 năm tuổi. Có những cây như này là mọc hoang dã trên núi cao. Nó sống được là nó nhờ những cái lá của cái khổng này. Cái lá này là nó có những cái từng cái túi khổng. Khi mà ban đêm là nó mở ra, nó hút cái hơi sương. Và ban ngày nắng lên thì nó lại úp trở lại để nó giữ cái hơi sương, để nó nuôi dưỡng cái cây. Ông Bình cho biết, một cây có gốc như thế này có tuổi vài ngàn năm. Những loại bonsai có hình dáng từ sức chịu đựng của thiên nhiên này phải được đào từ trên núi cao với sự giúp đỡ về kiến thức cũng như mối giao hảo của một thầy người Nhật tên Henry Harrow. Cách mà nhận định cái tuổi mà thông thường thì người ta đánh giá là một inch, tức là cái đời sống của nó từ 75 cho đến 100 năm. Tức là cái đường kính của nó đây đó, một inch là từ 75 năm, mà cái này nó được như thế này. Đó, thì nó vậy. Nhiều cư dân trong vùng Lido, Sài Gòn đi chợ hoa Tết có dịp thưởng thức các bonsai và hòn non bộ, lấy làm thích thú, dù không hiểu nhiều về các loại nghệ thuật này. Em thấy rất là vui, tạo điều kiện cho mọi người tới dự Tết, tham gia Tết, cái không khí rất là vui. Riêng đối với ban tổ chức, thì đây là cơ hội để đóng góp vào những sinh hoạt Tết cho cộng đồng người Việt ở Lido, Sài Gòn. Thì hôm nay Tết Việt Nam, cho nên một cái kiến Việt Nam muốn mang những cái tác phẩm về nghệ thuật non bộ và bonsai đến sang sẻ với một chút gì đóng góp với cộng đồng về cái nghệ thuật bonsai và non bộ như một món ăn tinh thần đến với người Việt ở đây cho vui vậy thôi. Triển lãm bonsai và non bộ ở Lido, Sài Gòn trong khu Phước Lộc Thọ không những là dịp để nâng cao tinh thần của cộng đồng người Việt ở đây, mà còn là cơ hội để giới thiệu nghệ thuật chơi cây cảnh, để gia đình, ông bà, con cháu khắp nơi có thời gian học hỏi, gắn bó cùng nhau trong dịp Tết Nguyên Đán truyền thống. Cứ cách Tết khoảng hơn một tuần, quầy đào và mai Tết của anh Vũ Trần, một cư dân sinh sống ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, lại tấp nập khách ghé qua tìm mua cho gia đình một nhành đào, một cành mai ưng ý. Đã từ nhiều năm nay thì góc phố nơi có quầy đào mai Tết của anh Vũ đã là một địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình. Mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi người đều có lý do riêng của mình để tới đây. Tôi lần đầu tiên, năm đầu tiên và cũng là năm thứ nhất, tôi sang bên Mỹ này đấy, và tôi sẽ đi bên ra chợ để mua hoa đào. Mà tôi thấy hoa cũng rất là đẹp, đấy, mà mình cũng cảm nhận như là mình đang đi chợ ở quê hương của mình ý. Mỗi năm anh Vũ thường đặt hàng những nông trại trong vùng khoảng vài trăm cành đào để phục vụ đồng hương mỗi dịp Tết đến xuân về. Mặc dù không phải giống đào cảnh như ở Việt Nam, nhưng những loại được lựa chọn cũng là những loại đào đặc biệt có màu đào và kích cỡ hoa khá tương đồng với đào cảnh ở Việt Nam. Có hai cô chú mới Việt Nam qua đi mua hoa đào, thì cô chú có nói đó là hoa đào này á, nó cái hình dạng nó giống như là hoa đào Việt Nam hơn là hoa đào Mỹ, và như thấy đây cái cành hoa đó nó rất nhiều nụ chi chít với nhau, thì có lẽ là cái ngày Tết mà khi mà nở ra đó là nó sẽ hoa nó sẽ chặt hơn và cái màu nó sẽ đậm hơn. Ngoài các loại đào mai Mỹ thì có mai, đào và quất được các nhà vườn nhập từ Việt Nam và chăm sóc trong nhà kính trước Tết khoảng từ 1 đến 2 tháng. Các loại mai và đào quất này thường được bày bán phổ biến tại các hội chợ Tết, các trung tâm thương mại của người Việt. Nhưng rất nhiều người vẫn giữ thói quen dạo phố mua đào, mua mai trong cái không khí lành lạnh khi đông đã bắt đầu dần tàn ở thủ đô nước Mỹ.
vì cái số lượng giới hạn thành ra khách phải đặt trước, có người người ta đặt trước từ ngày lễ tạ ơn từ tháng 11 để mà người ta có cơ hội người ta mua hoa đào về chưng Tết, không những chưng Tết mà lấy lộc đầu năm nữa. Vâng, thành ra hơi buồn là không có đầy đủ số lượng để cho số lượng đông khách người ta mua, nhưng mà những người mua khách mua đó thì ai người ta cũng thích, mà mỗi năm người ta quay trở lại mỗi năm. Tất nhiên do nhu cầu có hạn và dịp Tết Nguyên đán cũng không phải là ngày lễ mà mọi người được nghỉ làm ở Mỹ, nên ở khu vực thủ đô Washington không có những chợ hoa Tết lớn, tấp nập và đầy màu sắc như thường thấy ở Việt Nam. Nhưng hình ảnh những quầy đào mai Tết nơi góc phố và cảnh các gia đình tranh thủ thời gian tìm tới đây lựa đào mai về chơi Tết cũng khiến nhiều người cảm thấy nôn nao khi cái Tết đang đến rất gần. Trước khi Nga xâm lược Ukraine, người lính 39 tuổi này là một ca sĩ chuyên nghiệp tại thành phố Dnipro, chơi cho ban nhạc Mr. Jesus. Ông cũng là một thợ mộc. Ông tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2022 và nhanh chóng làm chủ các tổ hợp chống tăng. Ông không muốn sử dụng tên thật của mình, mà thay vào đó sử dụng phiên hiệu chiến đấu, Fishek. Không ai muốn chết cả, không ai muốn sinh ra phải đi chiến đấu, nhưng tôi là người thích nghi nhanh và chẳng có cách nào khác ngoài thích nghi nhanh cả, bởi chúng tôi không có thời gian. Giống như Fishek, một người lính 23 tuổi có biệt danh là Cliff đã gia nhập lực lượng vũ trang từ năm 2021 khi anh ký hợp đồng bảo vệ Donbass khỏi phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Nhưng anh ta được cử đến miền nam Ukraine và sau khi khu vực này được giải phóng, anh quay trở lại Donbass và gia nhập lữ đoàn tấn công đường không Galicia số 80. Tăng nào mà chả là tăng. Chúng tôi chẳng quan tâm chúng là loại tăng gì. Thấy là diệt thôi. Tăng Nga không thể chống lại những đòn phục kích chống tăng của chúng tôi. Đối với người lính 24 tuổi có biệt hiệu là Peregrine này, đây là năm thứ hai anh tham gia bảo vệ Donbass. Vào ngày sinh nhật của mình, anh ấy đang bận chiến đấu ở làng Klitschivka. Sinh nhật tôi vào ngày 15 tháng 7, hôm đó chúng tôi nhắm bắn 3 mục tiêu, tất cả đều trúng đích. Mỗi đơn vị tên lửa chống tăng chỉ gồm từ 2 đến 5 binh sĩ, bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách khoảng 5.000 mét. Lữ đoàn này đã chiến đấu hơn 20 tháng nay. Fishek cho biết họ vẫn có ý định tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi là người Ukraine, không phải người Nga, và Nga sẽ không thể biến chúng tôi thành người Nga. Chúng đã cố gắng trong một thời gian dài, nhưng ngôn ngữ của chúng tôi vẫn tồn tại, truyền thống của chúng tôi vẫn tồn tại, và những người trân trọng những truyền thống đó vẫn sống. Chúng ta sẽ không để kẻ thù phá hủy điều đó. Các binh sĩ của lữ đoàn đang sử dụng các hệ thống tên lửa chống tăng của Ukraine như Skiff và Stugna. Kể từ tháng 2 năm 2022, họ nói rằng họ đã tiêu diệt hơn 70 xe tăng và xe bọc thép chở quân của Nga. Suốt 20 năm phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ, Dan Hampton đã 151 lần xuất kích trên chiếc F-16. Ông cho rằng, dù khả năng cao, Ukraine sẽ nhận được những phiên bản cũ hơn, nhưng F-16 sẽ vẫn là một con át chủ bài có khả năng thay đổi cục diện của không quân Ukraine. Một trong những điều tuyệt vời về loại máy bay này là nó có khả năng nâng cấp dễ dàng với các thiết bị hàng không, điện tử, radar tiên tiến. Những loại máy bay do Nga sản xuất không có được khả năng như vậy. Và nếu những chiếc máy bay này được điều khiển bởi phi công phương Tây hoặc những phi công do phương Tây huấn luyện thì sẽ còn lợi hại hơn nhiều, bởi vì chúng tôi không lái máy bay như người Nga và quy trình đào tạo phi công của chúng tôi không giống như họ. Ông Hampton đã thúc giục Mỹ gửi máy bay phản lực F-16 tới Ukraine vào mùa xuân năm 2022 và cảm thấy thất vọng khi Mỹ phải mất quá nhiều thời gian mới chấp thuận việc các đồng minh phương Tây gửi F-16 đến Ukraine.
Philip Ridloff, chỉ huy hàng đầu của NATO từ năm 2013 đến năm 2016 và là cựu phi công F-16 cho biết, các máy bay phản lực này có thể giúp Ukraine tiến hành các hoạt động trên mặt đất. The beauty of these multi-role aircraft is that once they establish that air superiority. Cái hay của những chiếc máy bay đa chức năng này là một khi chúng thiết lập được ưu thế trên không, để quân ta có thể thực hiện chiến tranh cơ động hiện đại, vốn đòi hỏi ưu thế trên không trên chiến trường, thì F-16 sẽ trở thành một vũ khí vô cùng đáng gờm trong việc hỗ trợ cơ động trên mặt đất. Chuyên gia quân sự người Áo Gustav Grassel nói rằng các cuộc không kích quy mô lớn mới đây của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine đã cho thấy hệ thống phòng không của Ukraine hoạt động rất hiệu quả, và những gì đang diễn ra đã chứng tỏ tầm quan trọng của máy bay chiến đấu của phương Tây ở Ukraine. Vấn đề với các máy bay chiến đấu hiện có ở Ukraine với Su-27 và MiG-29 không nằm ở máy bay mà lở đạn dược. Hầu hết tên lửa và hỏa tiễn mà các máy bay này bắn đều được sản xuất ở Nga và rất khó để có thể có được chúng. Vì vậy, nếu Ukraine tiếp tục đánh chặn các mục tiêu như vậy bằng máy bay chiến đấu, họ sẽ cần máy bay chiến đấu và tên lửa của phương Tây. Ông Hampton cho biết, để chống lại các cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả, Ukraine sẽ cần khoảng 36 đến 40 máy bay phản lực F-16. Ukraine đã được các chính phủ phương Tây hứa hẹn cấp khoảng 60 chiếc. Theo giải thích của ông Hampton, vì máy bay này về mặt lịch sử rất đáng tin cậy, nên Ukraine không cần số lượng lớn như vậy. So if you had, you know, 40 airplanes. Nếu bạn có trong tay 40 chiếc F-16, thì 30 trong số đó có thể sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Số còn lại thì được đưa đi bảo trì, nâng cấp hoặc sửa chữa nếu có gì hỏng hóc. Đây là loại máy bay rất đáng tin cậy. So với các loại máy bay khác, F-16 có tỷ lệ mà chúng tôi gọi là sẵn sàng chiến đấu rất cao. Theo các quan chức quân sự phương Tây, các phi công Ukraine hiện đang được đào tạo để vận hành F-16 ở Đan Mạch và Anh, nhưng không rõ khi nào họ sẽ sẵn sàng. Hiện cũng chưa rõ khi nào các máy bay này sẽ được chuyển đến Kiev. Welcome to English in a Minute. If you make a meal from scratch, you make it all yourself with basic and fresh foods. But what does start from scratch mean? My design for our new office is done. Oh, did you hear? We don't have the money for a new kitchen. No problem. That is easy to fix. Oh, and no new meeting rooms. Okay, I'll just move this wall over here. Oh, and the library? Yeah, that's not happening. You know what? I'm starting from scratch. To start from scratch means to start from the beginning. Sometimes this means you lose the work you have already done. But starting from scratch can be easier and smarter than trying to fix something. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh.